Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình đang có mặt tại thôn Sủng Trái, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn. Thì hôm nay là buổi chiều thứ bảy, nhưng mà em Hờ thì buổi sáng nay là ngày khai giảng, thì đã khai giảng xong ở bên trường cấp 3 huyện Mèo Vạc. Hôm nay mình có đưa em Mỹ Hờ và bạn Long, giám đốc công ty Việt Phát, là đi vào nhà em Mỹ Hờ để thông báo một tin vui dành cho gia đình em ý Hờ, cũng là nhân tiện đó luôn thì cũng đưa em Hờ vào thăm lại gia đình. Nói chung là cũng để nói chuyện lại với bố mẹ em ấy về chuyện học hành của em. Thì thực ra cái tin vui đó chính là sửa lại nhà cho em ý Hờ các bạn ạ. Cháu xin chân thành cảm ơn cô Thiên Hương Nguyễn cùng hội từ thiện Thánh Ca Thiên Hương là đã tài trợ cho gia đình em Mỹ Hờ là 500 đô, là quy ra tiền Việt là 11.550.000 để gia đình em ấy sửa lại cái nền nhà, thay bằng cái nền bê tông và thay cái mái nhà hiện tại của nhà em ấy là mái tôn để hứng nước, dự trữ nước các bạn ạ. Cháu cảm ơn cô Thiên Nguyễn rất là nhiều đã giúp đỡ và hỗ trợ cho cháu làm cái nền nhà và thay cái mái tôn ạ. Cháu rất là cảm ơn cô ạ. Tại mình đứng ở một nơi rất là đẹp các bạn, mình hay gọi chỗ này là 2525 giữa đoạn Yên Minh và Mèo Vạc. Đúng là trên hai bên đây, đây ngay ở phía dưới này là nếu mà đi qua đây là sẽ là cái cua M, một cái cua rất là khúc cua rất là nổi tiếng. Thôi bây giờ chúng ta đi nhỉ, đi để vào nhà em Hờ cho sớm. Đã nhớ bố mẹ chưa? Rồi. Đi bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Mấy ngày nhỉ? Nếu nhập học xong rồi thì phải cố gắng học hành nhé. Đấy, thôi anh em mình sẽ bắt đầu đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi thôi nhỉ. Đây, xách thêm túi quà nữa. Đấy, Hờ xách túi quà đấy. Đấy, từ đây hình như nghe tiếng sáo của em trai Mỹ Hờ phải không? Vâng ạ. Đấy, em trai Mỹ Hờ thổi sáo cực đỉnh luôn, học lớp 3 luôn đấy. Lớp 3 rồi. Ừ. Năm nay lớp 4 rồi. Năm nay là lớp 4. Vâng. Đấy, thấy chưa? Cứ đam mê. Hey, chào thanh niên nhé. Đang mải thổi. Ngài cần sáo. Đây cũng là một nhân tài đấy. Học lớp 4. Đây. Đúng rồi, cả nhà đâu hết rồi. Đây, vào xong là đóng cửa vào, không gà chạy ra hết. Đây đi vào. Đấy. Đấy thấy chưa? Ơi chào cả nhà nhá. Chào em nhá. Chào em. Chào em nhá. Đấy. Ô thanh niên kia thấy Hờ anh trai về mà không đón à? Đấy, em đang thổi sáo rồi các bạn nhỉ. Anh trai của Hờ. Thì bố mẹ đâu hết rồi em? Anh ơi vào nhà. Đấy. Thế thích. Đấy vào đây. Em vào nhà. Thế cả nhà đi đâu hết rồi? Vừa anh thấy đông lắm mà. Vâng, cháu chào cô ạ. Vâng.
Vâng, chào chào cô. Vâng. Đây là mẹ Hờ. Mẹ em là không biết tiếng phụ nữ anh ạ. Đây, cho này, đâu các cháu đâu hết rồi. Và đây chú Bản ấy, nhanh lên. Lên đây. Đúng rồi. Giỏi lắm nhỉ. Em si anh không phải là si anh. Em trai em Hờ khác nhỉ. Đây. Cho nhá. Và xin nè, đây cho em bé này nè. Em bé này có cầm được chưa? Đây, cho em cầm chơi nhá. Em bé quá nhỉ. Đây đây mẹ cầm cho em. Em si anh nhá. Ừ. Đây. Nè. Cho thanh niên này. Nè. Sao xanh ơ? Sao xanh ơi nhỉ? À đây thì em cũng bảo với mẹ luôn. Là như này. À, thì cô Thiên Hương Nguyễn ấy và hội tự từ thiện Thánh Ca Thiên Hương là có tài trợ cho gia đình em như vừa nãy anh kể là 500 đô là 11 triệu 550 nghìn thì anh lấy trích ra 500 nghìn để tặng quà rồi. Còn 11 triệu ấy là sẽ để cho gia đình là láng lại cái nền xi măng này. Và thay cái mái plô thành mái tôn. Đấy. Nhưng mà thừa thiếu như kiểu là vừa nãy anh cũng trao đổi với gia đình trao đổi với em đúng không? Thiếu bao nhiêu thì gia đình sẽ bỏ thêm tiền vào đúng không? Đấy thì em bảo với mẹ như vậy. Tu nhà mẹ ăn được lúng về hoa tiền thuê không nguyên à nửa bố xe bố cậu ít chọt xe lọt nhà bé lạnh bé lúc vào trên thế là khô cho vừa xong nhà tiền thua đi chầm một bé cho đặt bé lúc chót thanh một con mẹ bảo là nếu cô đấy giúp được bao nhiêu thì giúp đấy còn lại thì gia đình sẽ ấy gì thì gia đình tự bỏ ra. Đấy đấy nhá. Thì bây giờ là hôm nay là bên chỗ bạn Long Long ơi. Đấy. Thì ông xem hộ tôi về mặt kỹ thuật các thứ là xem là như thế nào. Đây đang lợp ngói âm dương ấy. Ồ đúng rồi, đang lợp ngói âm dương. Cũng khó đúng không? Nếu mà thay mái tôn được không? Hả? Thì đây là ngói âm dương ông xem ở trong này. Đi ra ngoài đây, mình ra ngoài đi xem. Đây anh trai Hờ, anh trai thứ mấy đây? Anh trai thứ ba ạ. Thứ ba, em tên gì? Em tên là Lùng. Hả? Lùng à? Ừ, anh chào Lùng nhé. Ừ, thì hôm trước là lên không gặp em nhỉ? Không, nhưng mà không ở nhà. À, hôm trước không ạ? Ở nhà. À thế à? Đây. Đấy. Mái ngói âm dương, thực ra là cái này còn chắc chứ? Rất là chắc. Đấy. Vỗ kèo nhà em ấy rất là chắc. Rất là chắc. Ừ, tốt mà. Đây, còn tốt. Anh xem. Mấy cái tô đây. Hết. Mái ngói âm dương là cũng bị hỏng hết rồi. Ừ, đây bị số hết xuống. Bị số hết xuống. Đâu? Lộc này mất công lắm đấy. Ừ. Nhà em Hờ cũng thu hết ngô rồi đúng không? Vâng. Ừ. Còn tôi đảm bảo nhìn phát là cái khung này vẫn còn chắc à? Ừ, nhà ai nhà à? Chắc lắm. Ừ. Đây, mái bị đổ rồi nhỉ? Ừ. Đây nhà em ấy là nhà chỉnh tường các bạn ạ. Đây này. Đâu? Đây bên này đang bị thấp hơn. Xô vào đúng không? Sang lấy cái mặt phẳng. Đấy cong. Bị cong. Nếu đã làm mấy cái chậu này là lúc khi mưa đó. Phải hứng đúng không? Phải hứng đấy. Nước. Ở đây này. Ở đây mưa là. Đâu? Em mở anh xem đây ạ. À. Em thì nói chung là cô hỗ trợ thì em muốn muốn làm đúng không? Cái tô đấy anh xem đi. Đấy, ừ. Thì đúng em rồi, phải thay đi. Thay mấy cái tô này. Đúng rồi, thực ra mái âm dương này để rất là mát nhưng bây giờ nếu mà có điều kiện mình thay đi. Đấy. Ở bên này mà không che chắn là nước hắt hết vào đấy. Đã xác định làm mái tôn là phải chuyển bếp ra ngoài. Đấy, mà mình cũng em cũng đi cùng anh Xuất rồi đúng không? Vâng ạ. Mình cũng là người trực tiếp đi tuyên truyền cho bà con mà. Bên nhà mình là phải đổi mới trước. Vâng ạ. Phải làm bếp ra ngoài nhé. Vâng. Đấy. Phải nói gác xếp phải chắc chắn đấy nhỉ. Còn ván dày mà. Ừ. Quá chắc chắn luôn đấy. Đây cái gì đây? Đây. Bao gì đây? Bao quần áo đúng không? Chăn. À chăn mùa đông phải không? Đấy, chăn mùa đông thế treo lên kiểu này chuột là nó không cắn được này này. Thế anh Hờ đi là còn nhớ anh Hờ không? Nhớ. Nhớ à? Thế hôm nào là
phải học giỏi, học ngoan ngoãn, xong là một thời gian nữa anh lại đưa ra ngoài Mèo Vạc học giống anh Hờ nhé. Được không? Được. Đây là em Út à? Em Út đấy. Suốt ngày theo anh Hờ đi chơi. Đấy, xong là bây giờ tính là không gian bếp làm kiểu gì nữa. Nếu mà bếp mà em lại ở đằng trước này có không? Trước này là chuồng à? Chuồng có nuôi con gì không em? Không. Không nuôi thì... Không một con lợn đấy. Đi em xuống trước. Ê, chào em nhé. Đây em gái em mới Hở đây các bạn ạ. Em gái mới học năm nay nó tính ra là em nghỉ học rồi mới học lớp 6 thôi. Nhỉ, mới năm nay 15 tuổi à đâu? 13 tuổi à 12 tuổi. Đấy. 14 tuổi à, đúng không? Ừ. Thế ra anh Hở đi có nhớ anh Hở không? Nhớ. Nhớ. Đây đi ra đây. À đây á? Ở đây lại đúng, ở đây đằng sau lại có nhà. Bên này có một con đường này mà. Làm ở đây á? Vâng, lập bếp. Đây giờ làm bếp chỗ này cái mái này đua ra xong làm khó đấy. Không đơn giản đâu, thật. Đây tường nứt hết rồi này các bạn ạ. Được nhét cái với mấy cái viên gạch ngói âm dương vào này. Nhưng mà cái tường này còn chắc lắm, bền lắm. À ừ. Vâng, cháu chào chú nhé. Ơ chú đang làm gì đấy? Chú đang sửa lại cái gì đây? À, đẽo cày à chú? Chú đẽo sửa lại cái cày này chú ạ. Các bạn ạ. Đây. Đây chú là hàng xóm em nhà em Mí Hờ nhỉ. Chú tên là gì? Chú tên là gì? Cháu Và. Cháu Và. Ừ, Cháu Và, chú ấy tên Cháu Và. Đây cái da bò này. Đấy, da bò để làm lại chuồng. Vâng. À, làm lại cái cầy nương. Vâng. Đây, chú có cái quả cối này ác phết, như nhìn như cái cốc nhỉ. Cái cối này lâu rồi đấy. Vâng, cối này khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Mà chú không biết tiếng phổ thông cũng khó các bạn. Mình nghĩ quả này phải hơn 100 năm rồi thật. Vì này, nhìn các cái vết mà bà con đục này chiếu từ thời ngày xưa thôi. Cái tai này đẹp nhất là cái tai này này. Rất là đẹp. Thôi cháu xin phép ra bên nhà em Hở một tí chú nhé. Sao? Nhà này 40 năm rồi. 40 năm rồi? Ờ. Ai không sửa một tí nào từ ngày làm không đến bây giờ. Thế mà hơi bền đi đúng không? Quá bền luôn. 40 năm rồi, ác phết nhỉ. Đây thuộc dạng nhà cổ đấy. Ngói mái, ngói âm dương. Đây nhà mái pờ lô. Mái pờ lô này hay làm gì? Thà em đi mua thêm ngói về em lợp lại nhà em. Đúng rồi, thà mua thêm ngói về lợp lại như này còn đẹp. Bây đúng giờ không? Đảo lại ngói, ngói nào vỡ thì mua ngói mới về để thay. Ừ. Ngói này hình như đang bán bên Cao Bằng 400 đồng một viên rồi. Vâng. Đúng không? 400 đồng đúng không? Vâng. Bên làm sao mình tính toán lại, vì cái ngói này vẫn hứng được mưa, nước mưa ăn tốt. Tốt hơn cả cái kia. Tốt hơn cả mái tôn cơ. Hả? Bố đi cúng rồi. Bố thì cũng vẫn thích dùng cái mái ngói này đúng không? Vâng. Thế thì sửa anh mà sửa lại mái này. Nó đỡ tốn tiền này. Mà nó cái này nó theo kiến trúc nhà Mông cổ mình lại đẹp chứ. Vâng. Sau này nếu mà xác định là mái tôn ấy, khi nào xây hẳn thế này thì thay hẳn mái tôn. Đúng rồi. Còn nếu mà mình chưa sửa lại nhà thì em thay ngói nó sẽ không đáng bao tiền đâu. Vâng. Thế thì anh sẽ cái số tiền còn lại thế thì thay nó không tốn kém mấy đâu mà. 400 đồng một viên.
Vâng. Thì rẻ mà, chỗ kia thì nếu mà thay thì cũng lắm thì chắc thay khoảng tầm 300 viên là gần như là giữ được hết ngói nước rồi. Mà xong là bây giờ mình còn tiền mình làm cái bếp ra ngoài. Đúng rồi, láng nền. Láng nền, láng nền thì cùng lắm nhà em hờ láng hết khoảng 4-5 triệu là hết rồi. Không không. Cây lê à? Ừ. Ôi trời ơi. Quả lê to. Quả lê to đấy. Hờ chạy ra xin anh mấy quả nữa. Đúng. Ừ. Quả lê to thật đấy các bạn ạ. Nó tí cho đến nó. Camera có thể zoom lại gần cho mọi người xem quả lê đấy. Ô, thích nha. Đen tản đi nản nửa quấy luôn à. Đen đến nó. Đúng thật đấy. Nhà. Bố em bao giờ mới về? Dạ. Chị thở hết lắm. Chị đu mà sẽ khả trọng. Tí tối mới về anh. Chăm say rượu. Người ta bị ố thì anh lại lấy thuốc cho người ta ố. Là sẽ mình sẽ đảo lại cái ngói, không lợp mái tôn nữa. Còn sau này mà nhà mà nó cái bức tường kia nó xuống cấp ấy, lúc đấy mình xây mình thay mái tôn xong. Mà thứ nhất bây giờ đảo ra nhá là thay xà sắt này thì mới bắn đạn vừa được này. Xong là lại mái tôn, cái diện tích mái của nhà em nó rất là rộng, nó phải tầm 20-30 triệu. Vâng ạ. Xong là thêm cái bếp nữa nó phải lên 50-60 triệu. Thật. Vâng. Vì là anh chỉ gọi là làm qua hai công trình nhà anh đủ hiểu rồi. Huống chi đây là bạn Long là bạn ấy làm rất là nhiều rồi. Dạ, công trình rồi. Vâng. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đảo lại ngói như anh Long bảo nhé. Vâng. Đảo lại ngói. Xong là số tiền còn lại thì em thích làm bếp, gian bếp ra ngoài. Vâng. Chắc chắn láng cái nền nhà em không hết đến 5 triệu đâu anh, nói thật. Vâng. Đảo lại ngói. Xong hôm nào mà anh vật liệu anh lên, anh sẽ bảo người ta đặt để mấy cái máng nước. Máng nước, máng nước bằng tôn ấy để mình hứng. Lại cho em thì đấy. Bố sẽ làm để hứng nước. Đấy. Chở có thích đi học lại không? Anh xin cho đi học lại. Thật. Bây giờ bỏ học năm lớp 5 đúng không? Bây giờ nếu mà học là lên lớp 6. Bỏ được 1 năm rồi anh ạ. Đấy. Thế thì anh sẽ xin cho đi học lại, đi học nhá. Anh sẽ tại cái vấn đề cái tiền nong học phí là không quan trọng. Em bảo gia đình đi. Đi học phải đi học. Em đi học thì em mới phát triển như anh hờ được. Phải đi học. Đấy, đấy bảo bố mẹ cho em đi học lại đi. Em chợ thì em cũng nghĩ một điều là nếu em chợ đi học ấy thì em cũng đi học và em trai cũng đi học thì không có ai giúp bố mẹ. Thế còn các anh ở nhà thì thôi, cố gắng. Bây giờ các em cũng nói chung là cũng chiên gia đình hết rồi anh ạ. Bây giờ phải đi học thì mình mới mở mang, mình mới phát triển được chứ. Em cứ suốt ngày ở nhà chỉ biết đi làm nương thôi. Vâng ạ, xong lại đi lấy chồng, lại đẻ con, suốt ngày quanh quẩn chỗ này thì làm ăn được cái gì? Vâng ạ. Nghèo mãi hoàn nghèo. Vâng. Phải đi học, anh thật. Cái đấy thì mấy ngày nữa. Em nhá, em là người nói chung là có chí tiến thủ. Dạ vâng. Nói chung là biết suy nghĩ hơn, có tư duy khác với gia đình. Thì em phải động viên gia đình cho em đi học. Vâng. Đừng vì mấy công việc làm nương mà ảnh hưởng đến tương lai sau này. Anh nói thật. Vâng. Mình muốn dân bản mình thoát khỏi cảnh nghèo khó thì mình phải đi học. Vâng. Mình phải tiếp cận với những cái thông tin ở ngoài. Vâng. Mình phải đi du lịch, nói chung là đi học hỏi ở những cái nơi xa. Vâng. Về mình áp dụng với gia đình mình, thôn bản mình. Thì nó mới phát triển lên được. Đấy, suy nghĩ nhá, nhưng anh vẫn muốn là đưa em đi học. Thật. Đi học thì học chỗ trường bán chú bên này mà. Ừ. Ở trường mà đúng không? Bây giờ nếu đi học thì em không biết. Không phải xấu hổ. Lại lớp 5 hay là lớp 6 đấy. Học trước là học hết lớp 5 rồi đúng không? Lớp 6 vâng. Thế thì lên lớp 6 đấy chưa? Em là học lớp 5, kỳ 1 thế mà học. Ai là lớp 5 kỳ 1 thế thì. Lớp 5 tiên. Thế thì học lại lớp 5. Không sao cả. Thế mà hôm trước bảo em không biết tiếng phổ thông. Mà nói từ nãy giờ hiểu hết. Nói xấu hổ. Đấy, xấu hổ bằng ngắn nào. Em sợ thì em cũng nghĩ là nếu em đi học và em trai đấy đi học thì cũng không có người chăm mẹ thì gia đình cũng không. Em chính em phải bỏ tư tưởng đấy đi nhá. Vâng. Không được giữ cái tư tưởng đấy ở trong đầu. Dạ, không vâng. Ai đi làm là như nào bây giờ nhá, mình phải đầu tư cho tương lai của mình. Vâng, nhé. Vâng, đấy. Em nghĩ khác mà. Đấy. Nhưng phải bỏ cái tư tưởng là không có ai ở nhà làm đi thôi, bố mẹ dạ. Vì con vì cái cố gắng chịu khổ một thời gian. Mai sau em đi học về em có công việc em có thể giúp đỡ được lại cho gia đình. Dạ, vâng. Cái đấy tốt hơn rất là nhiều. Vâng.
còn hơn là suốt ngày cứ đi lên làm nương làm rẫy xong là ấy. Cái đấy đương nhiên là bà con, cuộc sống bà con thì mình phải làm thôi, nhưng mà mình muốn bà con mình thay đổi, gia đình mình thay đổi thì mình phải nghĩ khác, làm khác, tất cả mọi người thì sẽ được thay đổi. Đấy. Ăn cây à? Đấy, sao con không ăn cây đâu? Đấy thì quyết định đấy nhá, thì sẽ láng cái nền trước và cái ngói kia sẽ sửa lại. Ừ, xong là bây giờ xem cái bếp, đưa ra không ạ? Bếp bây giờ diện tích nhà quỹ đất nó ít quá. Ừ. Nếu mà làm thì bắt buộc phải làm cái chuồng. Đúng rồi. Chỗ đằng sau này không làm được. Em hờ ở đây là đường đây hai hàng đã đi có gì làm sao mà làm đây được. Ừ. Thôi mình cũng phải vì làng xóm tí chứ, không chẳng may vì cái bếp mà bắt đầu chia rẽ tình cảm làng xóm là gay đấy. Đằng sau này mọi người đi hàng năm nay rồi thì thôi cứ kệ thôi. Ây da, cao đấy. Hoặc là di rời hết cái chuồng xuống dưới. Long ạ. Long ơi, tôi bảo này, như này thì chỉ có di rời hết chuồng xuống phía dưới thôi, vì nó cao quá, đi bếp nó không tiện. Từ đây lên trên này đây. Đây nhìn ngước lên trên này, nó cao chót vót này, đi nguy hiểm. Mà mình lại đi lại liên tục. Chỉ có cái chuồng là di rời hẳn xuống dưới này thôi. Thật. Đúng không? Đẩy, bây giờ mình đẩy cái chuồng kia sang bên kia một tí. Đẩy cái này sang bên, kê được mà. Đẩy sang nào, nhấc cái chuồng xuống dưới này. Chuồng to này á? Ừ. To đấy không vừa đâu. Không vừa được đâu. Không thì cho cái chuồng to là vào bên này, cái chuồng nhỏ cho quay ngang ra bên này. Thế là bếp trên này. Bếp ở trên đấy thì nó mới tiện. Mất nhiều công ấy nhỉ. Cái lúc con non nó đấy, thì đương nhiên cái chuồng mình đưa xuống thì nó sẽ vậy, cổng mà đi nhà nó sẽ sạch sẽ luôn. À đây nhà em hờ có tổ ong các bạn ạ. Mẹ cũng bảo là giống mẹ đi. Ờ, cái chân đúng, cái chuồng to đúng từ đây ăn đúng là từ bên kia luôn. Ừ. Mà rộng thì nó lại sát này kia quá, sợ sau này lấy phân khó. Chấp nhận thì biết làm nào. Đá này thì khoan đi, khoan hết đi. Để lấy đá là làm nền. Nền trên nền bếp ấy. Còn mỗi cách đấy thôi. Thật vì là sao là đằng nào mình cũng tận mà. Chuồng đưa xuống dưới này. Nhà em chưa có nhà vệ sinh đúng không? Đấy. Thì xây phải ở dưới này. Đấy, nhà trồng cây chanh này, với hoa lan này, sắp ra hoa rồi đấy. Chuyển sắp ở đây, ừ. Đúng cái mép đá này. Ừ. Đồng phải chấp nhận nó. Ừ. Chuyển sắp ở đây. Đấy, thì em bảo với mẹ này là di dời cái chuồng này, nói chung là cũng không không rộng mà, mình di dời cái chuồng này xuống dưới. Di dời cái chuồng xuống dưới xong là ở bên này sẽ làm bếp ở ngoài này. Đấy, em bảo với mẹ là xem mẹ bảo gì. Mẹ cũng bảo như anh nói mà. Giờ cái chùa đấy thì chuyển cái này xuống đấy. Ừ. Ở đây mà. Vâng. Ừ. Cảm nhận này nhé cô. Có lẽ mà như này con tay mà có cả to này, có cả đây. Có cả to này. À, có lọt cho trẻ mô đâu to lắm. Có, mò. Có to ốc rồi. Nó chỉ lấy mồm, nó mò có chỉ lấy. Mẹ đồng ý gì? Đấy, thế đồng ý thì ngon nghè thôi. Từ bé ở đây đã bao giờ bị ngói rơi vào đầu chưa? Chưa. Ngon, nhưng mà nó... Sắp rơi ở đây này. Ngon, nhưng mà... Thế dỡ xong tuần sau, thứ bảy tuần sau được nghỉ xong anh lại đưa em về. Thế thì tuần này thì nhà giải quyết là cái chuồng. Tuần này xuống đây nhỉ? Ừ. Ở trong tuần này tính từ thứ hai thì thứ sáu tuần sau.
là giải quyết xong về vần chuồng nữa. Thì sẽ có đất làm được ngay. Bởi vì là chuyển chuồng đi nhá, xong này phải xúc hết phân đi nhá. Xúc hết phân xong lại dỡ cái đá xong kè xuống dưới nhá, cho nó bằng cái mặt trên này nhá. Đổ đất cho nó bằng như này nhá, hoặc là đổ đá nhá. Đó là một mặt phẳng, anh nhìn thế này, chỗ em đang đứng cao thì bên thấp phải đúng không? Ừ. Muốn làm bếp thì bên nó phải cao bằng như này. Phải đổ đá rồi. Đúng. Không phải kè lên. Kè, mình kè lên, đúng giống như kiểu nhà em làm cái này này, giống như kè cái này này. Nhưng phải kè xi măng nhá. Phải có xi măng. Vâng ạ. Chưa. Đấy, đóng lại mở một lối đi cho bò nữa, để cho bò đi đường nào được. Bò thì mở cổng. Vâng. Mở cổng ở dưới. Đúng không ạ? Mở cổng dưới đây đấy. Đây có đường mà thì mình mở mở cái cổng mở cái hàng rào đá này ra. Ừ. Người ta vẫn cho đi gì. Thoải mái mà. Sau này người ta trồng ngô. Bò chẳng mấy khi dắt ra ngoài nữa mà, mỗi đi mua cày nương rồi đúng không? Vâng ạ. Để mua cày nương. Thì mới dắt ra ngoài nữa mà. Không thả bò bao giờ. Ừ. Ừ. Hay à. Thì bây giờ là phải bảo gia đình thứ nhất là giải quyết là cái kè này. À nhầm, cái chuồng bò di rời vào đây, dỡ cái chuồng lợn ở dưới đi. Xong bắt đầu mình kè phải có xi măng nhé. Xây xi măng nhé. Xây kè là kè cao bằng cái nền này luôn. Sang bên kia đúng. Sang bên kia. Cứ hết tầm luôn. Xong rồi bắt đầu lấy bảo bà con đổ hết đất vào. Làm bằng. Đấy. Cả đá cả đất đổ hết vào. Ừ. Đây nhá, thì xong là em bảo bố mẹ là đây trong tuần này từ thứ hai đến thứ sáu thì sẽ chuyển cái chuồng xuống dưới và kè đá lên. Kè đá như là bố mẹ gọi là tiệm ăn không có. Tiền ăn không có. Đấy. Thì đây nhá, thì em bảo bố mẹ là đấy cứ làm anh sẽ ứng trước ra 5 triệu tiền của cô Thiên Hương Nguyễn và hội từ thiện Thánh Ca Thiên Hương nhé. Là sẽ làm cái đấy, nói chung là di rời chuồng rồi là ấy trước rồi là cái nền nhà sau khi anh với anh Long vào thì sẽ bắt đầu làm tiếp nhé. Đây thì anh sẽ ứng trước luôn cho 5 triệu này. 1 triệu, 2 triệu này, 3 triệu này, 4 triệu này, 1, 2, 4, 5 triệu. Đây. Đấy, em đưa cho mẹ. Đấy là xong là sẽ mua cả tính mua cả ngói nhá. Đảo ngói bố biết làm mà, đúng không? Vâng. Nhỉ. Dạ lìa con chiên thì họ mua là cho nó ổn thế này, giá sản cho chiên vừa. Dạ lìa giờ trở lại bán là chỉ gió chỉ mà bé chó bé nó cho thanh nhá. Dạ lìa cho này cho chiên vừa. Chiên vừa hay chiên nọ? Chiên nọ. Giờ chỉ gió mà chơi da mà nhau. Chua kho mà chua kho ít kho chiên là nếu mà chua trò trò nhá, chua trò trò là nếu mà muốn là lạnh qua chê. Chiên no này. Đấy nhá, tuần sau em phải dự bảo cả nhà phải xong hết nhá. Vâng, thôi không có gì đâu cô ạ. Cho xanh này cho mình nhổ. Dạ vâng. Sao đã lo bán thì lâu chứ tư chúng kia ua lại à tia. Mẹ hai ô một trò tụi mình tôi nhớ thêm một sao đã lo ba nhỉ ua mẹ mẹ ca một thất xa lấy cháu. Dạ. Em mẹ bảo gì em? Mẹ bảo là mẹ cũng cảm ơn anh rất là nhiều. Xong cái này là cả thì bảo mẹ là cái anh chỉ giúp sức thôi chứ còn cái số tiền này là của cô Thiên Hưng Nguyễn. Đấy. Xin thay mặt mẹ thế thôi, bây giờ thì cũng muộn rồi, bây giờ anh em mình cũng xin phép gia đình là đi sang bên hộ gia đình mà hộ gia đình mà em bảo ấy, giới thiệu gia đình nào thì mình sẽ sang thăm gia đình đấy nhá. Thôi có gì không có gì đâu nhá. Cảm ơn anh. Không có gì đâu. Thôi chào cả nhà nhá. Bye bye nhá. Vâng. Mù treo. Mù treo. Mù hàng thế này họ tốt hả? Dạ vâng, cô yên tâm, cháu sẽ lo cho em hờ nhá. Vâng ạ. Thôi các bạn ạ, bây giờ video của Nắng Cao Nguyên đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy video hay hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Vì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.